Hôm nay đổi chủ đề tí xíu nha anh em. Mình đang đứng ở đây, hiện tại ở đây là đồng, ở đây đã xả gỏi rồi. Đấy. Cảnh ở đây cũng rất là đẹp nha. 3 cây dừa. Ở đây là đồng này, đồng Phú Xuân, gần giáp với Phú Hưng của Phú Tân An Giang. Bữa nay mình mò vô đây, ở đây nó thực ra cũng phải là mò, mà cái chỗ này mình biết lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới có dịp giới thiệu anh em là ở đây là cái này hồi trước nó là cái giếng, nhưng mà bây giờ có thể anh em có thể gọi là cái ao đi. Cái ao này nổi tiếng là cái ao không bao giờ cạn nước nè. Đó. Là xung quanh đây là nói chung cái mùa khô là người ta nhờ cái ao này đó. Nó cốt lõi là cái giếng nha anh em. Cái giếng giữa đồng thôi. Cũng có thể gọi như cái cách gọi của dân miền Tây mình là cái đìa đó, nhưng mà cái này nó tròn. Đấy. Phú Xuân, Phú Tân An Giang nha anh em, nó gần giáp với Phú Hưng. Đây. Có sào bông nữa nè. Cái này người ta thì dùng để tưới tiêu với rửa đồ rồi đó. Đó. Đây là cái nhà này, nhà nghỉ mát. Ghê chưa? Chơi vô mày cái cửa xe tải làm cái cửa nhà luôn. Cái này gọi là cái chòi thì đúng hơn. Ở đây là giấc trưa, người ta lên đây người ta nghỉ trưa đó anh em. 67C03759. Kế bên là miếu của ông Tà nha. Đó. Đây, ba cái võng để ngủ trưa với uống nước. Đây cũng có một cây bồ đề nữa nè. Cái bồ đề này cũng khá lớn đó. Đó, đây cây còng nè. Cây còng cũng chà bá luôn. Nói chung cái chỗ này nó cũng gọi là khá linh thiêng đối với dân ta ở đây nha. Ông Tà này là theo theo như mình biết thì người ta kiểu như người ta cúng vái theo mùa đó, mỗi một mùa đó là cúng ông Tà đó, nhưng nó cũng dính gắn liền với cái giếng này nè. Có nghĩa là người ta đào được, chắc người ta cũng cúng sinh gì trước lúc đào đó, đào làm sao cho có nước hoặc là ngay mạch nước rồi đó, rồi người ta mới lập miếu là thờ ông Tà ở đây. Ở trên đây thì nhìn xung quanh này nó cũng giống như là cái dạng gò đất thôi. Nó gò thôi, giống gì gò này là gò chắc đất, người ta múc lúc mà người ta đào cái giếng này người ta đưa lên đây thì nó thành cái gò thôi. Sang ghê chưa? Chờ cái cửa thùng xe tải làm cái cửa của cái này luôn, có đúp xe luôn nha anh em, đúp xe có thùng chứa nước luôn, khóa rồi. Cái này chắc tới mùa người ta mới có mở để mà cho dân làm đồng, dân lấy máy rồi người ta xài đó. Đấy, cây cọng này lớn lắm. Cái giếng này mình nghe nói thì cũng cả gần cả trăm năm gì rồi, quá lớn rồi ta. Này trước khi vô quay thì cũng đã có giấy sinh ông Tà rồi. Đây xem là cái giếng lần nữa nha anh em. Cái này là qua năm qua tháng thì càng ngày nó càng rộng ra nè, chứ không gì. Theo như mình đoán thì nó cũng không có gì lạ đâu, người cứ đào ngay mạch nước thì nước mình cứ múc lên xài bấy nhiêu thì nó cứ dâng dâng lên hoài thôi. Theo mùa, ví dụ như mùa hạn thì nước nó lên ít, nhưng mùa nước thì nước nó lên nhiều. Bơm đây nè, có cái bơm ở đây nữa nè. Ở đây thì người ta cũng có trồng cây nhưng ít ổi, rau muống gì đâu, dừa. Bên kia thì ba cây dừa, cây ổi nó 4 cây, đây 4 cây dừa. Này rất là mát thật. Ồ, cái ô chim bên đây nè. Không, cái này đi làm đồng vô đây nghỉ là mệt, nhưng nghĩ là sướng lắm, nghĩ mệt đây sướng lắm, mát gự luôn. Hồi trước mình xuống đây mình có quay cái lúa mình đứng ở bên cái cây này nè. Nhìn qua đây có thấy mấy cái này, có thấy mấy cây dừa này. Phú Hưng nha anh em, gì Phú Xuân nha anh em, Phú Xuân gần giáp Phú Hưng thôi, chứ không phải Phú Hưng. Đây đứng nhìn qua nè. Nếu mà tính tính theo đường kính coi, để mình hảo coi cái miệng này khoảng bao nhiêu mét nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
cỡ 10 mét đó. Tính luôn tuốt ở trên bờ nha, chứ không phải tính theo mí nước nha các bạn. Là 10 mét. Đường kính á, bán kính là 5 mét. Người ta gọi giếng. Tại vì hồi trước đào lấy nước mà. Có cá. Lục bình này thả xuống như là nước nó trong veo hoài luôn. Lục bình nó lọc nước hay lắm. Hai cái miếng sắt chạc. Nước trong chứ. Nói thì mình cũng nghe, chỉ nghe nói nó cả trăm năm rồi chứ cũng không biết tuổi nó là chính xác là bao nhiêu. Do cũng có xem, hồi đó có xem phóng sự làng làng, hồi lúc đó là chưa. Lúc mà làm phóng sự là chưa có lục bình này, cũng chưa có mấy cây dừa này nữa. Chỉ mới có cái cây còng với cái cây bồ đề cây me đó. Chưa có cái ổi này. Nói chung mà hồi lúc đó là nước còn sạch luôn. Sạch ở đây là ý là họ chưa có lục bình, chưa thả lục bình nha các bạn, nhìn còn thấy nước luôn. Có quay người ta xuống tắm luôn nữa. Bây giờ thì ba cái vô này nó bự lắm rồi. Nói thì nói vậy chứ ở mép ngoài này nè, xích ngoài này một xíu nè, thì người ta đào đi đâu đó thì cũng cũng nước quanh năm như vậy nè. Nói chung mình đã nghe cái mạch nước thôi chứ không có gì. Nghe cái mạch nước là cái nước nó có rình rình lên hoài vậy đó. Mùa tại vì nó có cái điều kỳ lạ là ngay mùa khô thì nó có nước hoài thôi chứ không gì. Nó lạ lạ vậy đó. Còn thấy nó bình thường là cái ngày mạch nước thì có nước nó rịn rịn lên hoài vậy đó. Mùa khô thì ít nước thôi. Mùa nước, mùa mưa thì nó nhiều nước. Bờ bên đó là bờ cây Phú Sưng. Bên đó cũng còn Phú Sưng. Bước qua tú bên kia là Phú An. Phú Thọ là cánh dưới này. Phú Sưng với Phú Hưng liền thẳng dưới này thẳng xuống. Rồi nghe anh em ngưng nha. Nắng quá, mình về. Nay có dịp đi ngang rồi sẵn sạc ở đây quay cho anh em coi luôn. Ba cây dừa nhìn đã.